khi giai đoạn vượt cạn khó khăn đã qua. Ngoài việc chăm sóc bé sơ sinh rất quan trọng thì các mẹ sau sinh cũng cần được chăm sóc đặc biệt. Bởi ở thời kỳ hậu sản, một vài biến cố có thể xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người mẹ. Nhằm giúp các mẹ lường trước được các biến cố, hiểu và chăm sóc tốt hơn cho bé và bản thân mình ngay sau sinh, ngày 27 tháng 10 vừa qua, Khoa Sản 1 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã tổ chức thành công hội thảo tiền sản với chủ đề Các nguy cơ có thể xảy ra ngay sau sinh và thời kỳ hậu sản, thu hút hơn 200 ông bố và bà mẹ tham gia. Tại buổi hội thảo, các mẹ được thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Thị Thúy Hà, Phó trưởng Khoa Sản 1, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản, phụ khoa trực tiếp chia sẻ về một số nguy cơ trong thời kỳ hậu sản mà các mẹ có thể gặp phải như chảy máu sau sinh, từ tử cung, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn, trầm cảm sau sinh. Đặc biệt, bác sĩ còn dành thời gian tư vấn và giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc của các sản phụ và người thân. Ngoài ra, đến với chương trình, Khoa Sản 1 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng còn dành tặng tất cả các mẹ bầu nhiều quà tặng ý nghĩa gồm có một bộ quần áo sơ sinh, ưu đãi giảm giá tới 10% gói dịch vụ kỹ thuật, cơ hội khám thai miễn phí và nhiều phần quà hấp dẫn khác dành cho bé. Cuối buổi hội thảo, đơn vị Dr. Papai đã phát 20 phần quà ý nghĩa và dành tặng 3 phần quà dành cho mẹ bầu chiến thắng trong mini game của chương trình. Buổi hội thảo đã giúp những ông bố, bà mẹ thu nhận về nhiều kiến thức bổ ích để hành trình chào đón con yêu trở nên dễ dàng hơn. Khoa Sản 1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức đều đặn các buổi hội thảo tiền sản hàng tháng, luôn đồng hành cùng mẹ chăm sóc thai kỳ và sinh con an toàn, khỏe mạnh.